À, đây anh em ơi. Đây bình thường anh em có thể nhìn thấy này. Đấy. Những cái xe mà anh em có để ý cái xe của anh em nhá. Ở dưới bình thường ở dưới cái sàn này đây anh em thấy thấy này. Bình thường ở dưới cái sàn này. Của anh em xem nhìn thấy những cái lỗ này nhá. Đấy. Đây là để những cái lỗ như này. Cái lỗ này để nó thoát nước và thoát nhiều hãm để nó thoát nước. Nhưng mà khi mà nhiều khi mà anh em đi nhá, anh em đi vào cái trong cái đường nó bị mưa mà nó có những cái vũng nước to ấy mà anh em không để ý này, là cái sàn của chính cái bản thân cái sàn của anh em nó sẽ ngấm từ cái lỗ đấy lên, nên là anh em đi lâu ngày thì anh em nên kiểm tra lại cái sàn bên dưới của anh em xem cái lỗ đấy nó có bị cái mút cái cao su đấy nó có mất đi hay không. Nếu mất đi thì anh em nên bổ sung ngay để tránh cái trường hợp mà bị nước như này đấy. Nhưng mà và đây anh em thấy là sau khi nó ngấm vào đây đây nguyên cái sàn này sẽ ướt hết này đấy, anh em thấy này. Đấy, đây là cái dưới bên dưới là cái trên là cái sàn da rồi, anh em có thể trải cái này để lau nó sạch sẽ rồi. Nhưng mà bên dưới cái sàn này là cái sàn lì này, nó sẽ ngấm lên đây này. Và đi nó cứ tích tụ dần và nó sẽ ngấm lên đây rất là nhiều như này. Và nếu mà anh em để lên này là cái xe của mình, tại sao anh em cứ bảo là cái xe nhiều xe có mùi hôi? Thì cái mùi hôi nó chính là ở cái sàn này. Khi mà ướt lên nó om ở trong này. Anh em trời nắng thì nó om nhiệt trong này này. Khi mà đi trời mát thì nó sẽ dần dần nó sẽ là có tuần hoàn cái điều hòa bên trong này, nó sẽ ảnh hưởng đến cái không khí ở trong xe và ảnh hưởng đến chính cái sức khỏe của anh em ấy. Đấy nên là anh em mà bị cái tình trạng mà anh em đi lâu rồi ấy, thì anh em nên qua những cái gara để người ta có những cái cầu để anh em kích lên để kiểm tra cái mút đấy xem nó còn hay không, những cái gioăng cái nắp đấy còn hay không để mình khắc phục ngay, tránh cái trường hợp để như bị như cái chiếc xe này đấy, nước nó ngấm vào rất là nguy hiểm và hôi và chi phí xử lý thì rất là cao mà nó sẽ không được sạch sẽ, như nó sẽ không được thơm như xe mới ban đầu đấy anh em nhá. Còn anh em muốn xử lý ở đâu ạ? Hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em ạ.